6 đồ 6 trừ 3 đồng cũng là 45 giá này. Mình được khôn thì phải ăn mình ngày mình ngâm mình còn thua. Có nhớ gì đâu, kia nó bảo đầu vá lại ngồi vào đừng ngồi thêm mép. Kia nó bảo đừng có ngồi thêm mép tường làm gì, ngồi vào. Ai dám cãi? Nào. Việt Việt đến bộ mắt mặt mặt nó sợ. Mày chẳng cái mày giữ anh cứ ở đi coi đỉnh nóc nè cơm trong góc trên gì.